Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Lê Huệ Trương. Video ngày hôm nay, mình sẽ thay mặt Ivan Baiji, một trader dày dặn kinh nghiệm với 2 thập kỷ giao dịch trên thị trường tài chính, chia sẻ về điều quan trọng nhất mà một trader có thể có. Và bật mí là nó không phải là thứ mà bạn đang nghĩ đâu. Clip được tài trợ bởi nhà sách finfin.vn. Finfin chuyên về sách đầu tư trading hay và thực chiến. Anh em ghé Finfin theo link trong phần comment nhé. Video ngày hôm nay, tôi sẽ nói về điều quan trọng nhất mà bạn cần trong cuộc sống nếu muốn thành công cả trong và ngoài thị trường. Nhưng trước tiên, hãy thử đoán xem đó có thể là gì? Nó có phải là tiền không? Chà, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu có một khoản tiền kha khá để xoay sở trong cuộc sống. Cũng giống như sẽ tốt hơn nếu bạn có thể giao dịch trên thị trường với một tài khoản được cấp vốn vậy. Điều này giúp tăng khả năng thành công vì những sai lầm giao dịch, chi phí trượt giá, hoa hồng, các đợt drawdown, sụt giảm vốn, tất cả những thứ này đều bị phóng đại trong các tài khoản nhỏ. Đương nhiên, mặc dù có nhiều cơ hội hơn khi bạn có tiền và rủi ro có xu hướng tuyến tính hơn với tài khoản giao dịch lớn hơn, nhưng chúng ta đều đã từng nghe những câu chuyện về việc mọi người mất hàng triệu đô la chỉ sau một đêm. Do đó, tiền bạc mặc dù chắc chắn là quan trọng, nhưng không phải là thứ quan trọng nhất bạn có thể có. Vậy còn đam mê thì sao? Đam mê chắc chắn là yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Tôi không thể tưởng tượng mình có thể giao dịch để kiếm sống nếu không có niềm đam mê với nó. Nhưng ngay cả đam mê, theo cách này hay cách khác, cũng phụ thuộc vào điều quan trọng nhất mà tôi đang muốn bạn chú ý đến. Ok, chúng ta hãy thử một câu trả lời thứ ba. Liệu đó có phải là kỷ luật? Ồ, chắc chắn là điều này rồi phải không? Chúng ta luôn nghe thấy mọi người truyền tai nhau rằng kỷ luật là phẩm chất quan trọng nhất mà một trader cần. Nhưng một lần nữa, nếu thiếu thứ mà tôi đang sắp nói với bạn thì sẽ chẳng đào ra đâu tính kỷ luật. Vì vậy, điều quan trọng nhất bạn có thể có đó chính là giá trị sống tích cực. Đúng vậy, thông thường, niềm tin và giá trị sống thường được xếp chung với nhau và được coi là một chủ đề. Nhưng theo cách tôi nhìn nhận, có một chút khác biệt về mặt kỹ thuật và việc trình bày rõ ràng điều đó sẽ rất hữu ích. Niềm tin, beliefs, biểu thị những gì bạn cho là đúng, là những giả định bạn đưa ra về bản thân, người khác và thế giới. Không cần bằng chứng, bạn có thể tin vào những thứ dựa trên bằng chứng không đủ. Thực tế, chúng ta vẫn làm điều đó mọi lúc mọi nơi. Có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm trải nghiệm hoặc thử nghiệm của chính người đó, sự chấp nhận các chuẩn mực văn hóa và xã hội, ví dụ tôn giáo, lời nói của người khác, vân vân. Ảnh hưởng đến hành vi, bạn sẵn sàng bảo vệ niềm tin, bạn hành động theo chúng. Còn giá trị sống, values, là những niềm tin lâu dài và ổn định, phát triển thành giá trị sống khi cam kết của bạn với chúng lớn dần. Biểu thị những gì quan trọng đối với bạn, giá trị sống
Nên xác định thứ tự ưu tiên của bạn và sâu sắc bên trong. Có lẽ chúng là thước đo để bạn đánh giá xem cuộc sống của bạn có diễn ra theo cách bạn mong muốn hay không. Ảnh hưởng đến hành vi và tính cách, thậm chí còn nhiều hơn cả niềm tin. Giá trị sống của bạn chi phối cách bạn lựa chọn hành động và cư xử bất chấp những niềm tin mâu thuẫn mà bạn có thể có. Vì vậy, để nhắc lại, giá trị sống tích cực quan trọng hơn tiền bạc, đam mê và kỷ luật. Điều này rất khó để nhiều người hiểu và chấp nhận, bởi vì chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi người được dẫn dắt để tin rằng tiền bạc là tất cả hoặc đam mê là tất cả. Nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Để làm rõ hơn, tôi xin phép được lấy một ví dụ. John thường thèm đồ ăn vặt, nó rất ngon. Vì vậy, anh ấy thích cảm giác khi ăn những loại thực phẩm đó. Anh ấy tin rằng nó rẻ so với giá trị của nó. Nhưng anh ấy cũng tin rằng đồ ăn vặt có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe. Vậy, điều gì ngăn John ăn những thứ anh ấy muốn ăn? Câu trả lời là giá trị sống của anh ấy. John có thể có những giá trị sống như sự cam kết, kỷ luật, v.v. Nhưng trên hết, anh ấy coi trọng sức khỏe của mình. Nói cách khác, thường thì bên trong hầu hết chúng ta đều diễn ra một cuộc chiến cần thiết. Những gì chúng ta muốn làm dựa trên niềm tin của chúng ta thường trực tiếp mâu thuẫn với các giá trị sống mà chúng ta có. Nhìn chung, chúng ta sẽ cảm thấy những cảm xúc tích cực khi các giá trị sống của mình được thừa nhận và thực hiện. Tuy nhiên, khi chúng bị vi phạm theo cách nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy vô vàn khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là một ví dụ khác khiến bạn phải suy nghĩ. John coi trọng sự chính xác, cam kết, tự do, cởi mở, tự chủ và tính nhất quán. Anh ấy đang có một giao dịch với lợi nhuận chưa chốt và dự định sẽ trailing stop để tối đa hóa lợi nhuận. Vì thị trường đang có xu hướng đi theo hướng có lợi cho giao dịch của anh ấy, nên rõ ràng đây là điều nên làm. Nhưng hãy tưởng tượng trong giây lát, John tin rằng việc né tránh thất bại quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Hãy tưởng tượng anh ấy tin mất tiền là một tình huống thảm họa và anh ấy coi trọng sự an toàn và đưa sự chắc chắn lên hàng đầu. Ở đây, niềm tin và giá trị sống của John đang trực tiếp mâu thuẫn với nhau. Anh ấy coi trọng sự cởi mở, tự do, cam kết, nhưng lại sợ thất bại. Bạn có thấy điều mà tôi đang muốn nói đến hay không? John có một số niềm tin và giá trị sống rất hữu ích cho việc thành công trong trading, nhưng anh ấy cũng có những niềm tin và giá trị sống khác thì không. Vì vậy, anh ấy thường xuyên mâu thuẫn. Hầu hết những sai lầm của các trader thua lỗ đều bắt nguồn từ việc họ không có những giá trị sống tốt dẫn đến thành công trên thị trường, hoặc không sống theo các giá trị đó vì họ chưa xác định được chúng, hoặc họ cảm thấy muốn làm điều gì khác dựa trên một số niềm tin khác. Đây là sự không tương thích hoàn toàn giữa niềm tin và giá trị sống. Các trader thua lỗ trên thị trường hành động theo cảm xúc để thỏa mãn tức thời, thay vì sống theo giá trị là làm những gì họ biết họ nên làm vì lợi ích lâu dài của họ. Tôi hiểu điều này từ kinh nghiệm cá nhân. Theo tôi, đây là lý do tại sao tỷ lệ thất bại trong lĩnh vực kinh doanh này lại cao đến như thế. Và bạn thấy đấy, giới hạn không phải ở khả năng, mà là ở những niềm tin hạn chế của chúng ta. Những trader giỏi nhất, những người kiếm được lợi nhuận nhất quán, là những người có giá trị sống phù hợp với cách thức thị trường được thiết kế để mang lại lợi nhuận ổn định cho họ. Và giao dịch này sang giao dịch khác, họ chọn hành động theo các giá trị đó thay vì cảm xúc nhất thời của mình. Trong cuộc sống, khi những việc bạn làm và cách bạn cư xử phù hợp với giá trị sống của bạn, cuộc sống thường tốt đẹp, bạn hài lòng và thỏa mãn. Nhưng khi những việc bạn làm không phù hợp với giá trị sống cá nhân của bạn, thì đó là lúc mọi thứ cảm thấy sai sai. Điều này có thể là nguồn gốc thực sự của sự bất mãn. Ví dụ, với tư cách là một trader, nếu bạn coi trọng sự chính xác, cam kết, tự do, cởi mở, tự chủ và tính nhất quán, nhưng sau đó bạn lại đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của mình, thì bạn có thể sẽ trải qua cảm giác hối tiếc, có thể là tội lỗi, bởi vì bạn đã không sống theo giá trị của mình, và việc tuân theo kế hoạch là một cách để thể hiện giá trị của bạn. Mặt khác, nếu bạn tuân theo kế hoạch của mình, bạn sẽ cảm thấy hài lòng vì giá trị của bạn được tôn trọng. Đây là lý do tại sao việc nỗ lực xác định các giá trị sống của bạn một cách có ý thức lại quan trọng đến vậy. Bạn không cần phải xác định từng giá trị sống của mình, chỉ cần những giá trị chính cần thiết để bạn thành công với tư cách là một trader. Việc xác định các giá trị sống sẽ cho phép bạn biết điều gì quan trọng đối với bạn
và hành động nào có thể khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Theo quan điểm của tôi, khi chúng ta đưa ra quyết định dựa trên niềm tin, thì thực tế chúng ta đang sử dụng tất cả các kinh nghiệm trong quá khứ và những gì chúng ta đã học được để đưa ra quyết định. Điều này có vẻ như là một điều tốt, nhưng chúng ta chỉ đang duy trì những gì mình tin tưởng. Điều đó có thể không đúng sự thật, không hiệu quả hoặc không phù hợp. Chúng ta đang duy trì cách ra quyết định dựa trên quá khứ, chứ không dựa trên những gì chúng ta muốn tạo ra trên thị trường. Mặt khác, việc ra quyết định dựa trên giá trị cho phép chúng ta cắt đứt mối liên hệ với quá khứ nếu phù hợp, và sau đó đưa ra quyết định dựa trên những gì chúng ta muốn trải nghiệm trong tương lai. Trong trường hợp của trading, đó là lợi nhuận nhất quán. Nói cách khác, ra quyết định dựa trên giá trị là điều bạn muốn hành động và tạo ra một cách có ý thức, thay vì hành động và tạo ra một cách vô thức. Bởi vì đôi khi, việc ra quyết định dựa trên niềm tin của chúng ta có những phản ứng dựa trên nỗi sợ gắn liền với chúng theo một cách tiềm ẩn. Vì vậy, chúng ta thực sự chỉ đang duy trì các mô thức cũ không còn hữu ích nữa. Vậy, câu trả lời sau chót là giá trị sống, điều quan trọng nhất mà mỗi trader có thể có. Ra quyết định dựa trên giá trị sống cho phép chúng ta xây dựng một khoảng cách giữa quá khứ và tương lai để chúng ta có thể chủ động tạo ra tương lai mà chúng ta mong muốn. Vì vậy, hãy bắt đầu xác định những gì bạn coi trọng và sau đó cố gắng hết sức từng ngày để sống theo những giá trị đó nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn vào subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất. See you soon!